chào các bạn. Bèo trong ao khác bèo thủy canh như thế nào? Thì để trả lời câu hỏi đấy, mình hôm nay quay video này để cho các bạn thấy đây là trong ao. Và mình sẽ đo phân để cho các bạn thấy cùng mức phân nhưng bèo thủy canh nó khác nhau ở điểm nào. Thì ta bật nút on lên, ta đo. Đây các bạn nhìn, nó là độ phân tan ở trong ao là có 220 ppm thôi bạn nhé. Và tiếp theo ta quan sát cánh bèo ở trong ao là cái bèo đây bạn, nó cũng đã đến tuổi trưởng thành mà rễ nó chỉ có phần rễ không thế này thôi nhé các bạn. Và để đánh dấu thì đây mình đã chuẩn bị sẵn cho nó vào đây để mình lên mình so sánh. Đây là cái khay to này là bèo trong ao nha các bạn. Tiếp theo mình lấy một cái bèo nữa xem cái bèo nào sinh sản. Thôi được rồi, một cái đi. Nó mới tách con nha các bạn. Cái bèo mình lấy nó mới tách con. Nó như thế này này. Nó cái bèo mẹ là nó chĩa ra một cái rễ cái. Nó vừa được vươn dài ra và nó sinh con, tức là đây cái bèo con đây các bạn. Ở dưới nó cũng dễ, cứ vậy nó tách nó nhân lên nhá. Thì đây là cái bèo Nhật, còn lúc nãy mình lấy là cái bèo Nhung. Cái bèo rất mềm, có tác dụng tốt cho chăn nuôi. Rất ích cho các bạn, và các bạn thủy sinh, các bạn chơi cây cảnh thì các bạn phải mua trên mạng, nó cũng không phải rẻ tiền, mấy nghìn một cái. Mình thì gây nuôi được, nhưng hôm nay mình muốn so sánh bèo trong ao và bèo thủy canh. Rồi bây giờ mình sẽ đến phần bèo thủy canh của mình nhá. Và đây là phần bèo thủy canh các bạn. Để các bạn thấy cái nguồn phân của thủy canh thì rõ ràng là mình nó sẽ cao hơn so với trong ao rồi. Để đây mình đo luôn. Thì các bạn thấy đây nó là 400 nhá các bạn. 400, tức là nó cao gấp đôi cái lượng phân trong dung dịch thủy canh, cao gấp đôi lượng phân tự nhiên ở trong ao mà gọi là hữu cơ vi sinh do phân cá, phân tôm, thức ăn thừa nó được vi sinh phân hủy thành phân thì nó có 200 thôi. Đây nó gấp đôi. Thì sự khác nhau nó như thế nào? Thì đây các bạn, đây là cái bèo lúc nãy mà mình lấy mẫu cho các bạn thấy đây. Và bây giờ để cho nó dễ nhìn thì mình cũng cho nó vào trong môi trường nước để các bạn dễ quan sát nhé. Đây, mình thả nó vào. Thì bạn thấy cái rễ này, rễ nó chỉ có rễ tơ thôi nhé các bạn. Và một cây bèo cũng cùng tuổi, cũng xem xem. Đây, mình thả vào đây nhá. Đây này, đây là bèo dung dịch thủy canh này. Mình thả vào các bạn nhìn thấy nó khác nhau chưa? Đấy, một đằng chỉ có rễ tơ. Và bèo trong dung dịch thủy canh thì các bạn thấy ở rễ nó có những cái đốm màu xanh. Các bạn, lúc đầu mình tưởng là rêu, là rêu bám ở đầu rễ. Đấy, cái xanh xanh ở dưới rễ của bèo thủy canh các bạn. Nhưng khi mà mình lật ngửa lên, mình kéo lên thì một màu xanh đấy không phải bạn, không phải là rêu mà đấy chính là cây bèo con các bạn. Khi mà những cái chóp xanh này, nó là các mầm lá của bèo. Hình cái lá đấy các bạn, các bạn nhìn kỹ ở dưới nha. Bèo thủy canh cái này. Thế thì khi mà cây bèo thủy canh này nó được ăn lân và ăn kali đầy đủ thì nó sẽ hình thành những cái mầm bèo con rất nhiều ở xung quanh đầu rễ. Khi mà nó phát triển thì cái này nó sẽ nổi lên, nó ngang ra bạn ạ. Nó có một cái rễ cái, nó phát triển ngang ra, nó đẻ thành một cái cây bèo con. Như vậy thì một cái cây bèo mẹ này mà nếu thủy canh thì nó sinh trưởng ra vô cùng nhiều bèo con. Khác hẳn cái bèo tự nhiên. Bèo tự nhiên cũng sinh trưởng nhưng rất chậm các bạn ạ. Mình sẽ lấy một cái mẫu bèo đẻ con cho các bạn thấy. Đây, bèo thủy canh đây các bạn. Nó đây. Đây nhá, nó đẻ con đây, bạn xem mẹ bồng con đây này. Mình cũng thả vào trong nước cho các bạn quan sát. Đây, một cây mẹ mà đẻ ra hai cây con mà lại còn ít đấy. Chứ nó lần lượt nó sẽ đẻ ra, rễ nó sẽ ra rất nhiều. Đây, mình thả vào trong nước cho các bạn xem. Đấy, mình bỏ cây bèo thủy canh đang thời kỳ mang thai này ra nhá. Còn đây là mẹ đã đang nuôi con rồi đấy các bạn, thủy canh này. Mặc dù là khi cái lá bên dưới, tức là lá nó đã có tuổi rồi thì nó cũng hoai mục, và cái này làm thức ăn cho tôm cá rất nhiều. Thì bạn thấy những cái bèo cái trắng trắng dài dài ấy, mà đầu có chóp xanh như này. Đây chính là cái bèo cái để chuẩn bị tách thành bèo con. Thế thì đây nó khi nó tách ra đây này, các bạn nhìn nó dài này, cây bèo con đây này.
thì một lúc mà đèo con bên này nữa các bạn, tức là một mẹ sinh đôi hai con, nhưng thực sự trong dung dịch thủy canh nó sinh ba sinh tư, nó sẽ phát triển rất nhiều hơn so với lại cái bèo nhúng Nhật được nuôi trong ao trong hồ. Và đấy là tác dụng thủy canh. Thì hiện nay trên mạng mình thấy cũng giao bán cũng phải đến 10.000, chắc cũng chỉ được 3 đến 5 cái cây bèo nhỏ nhỏ thế này thôi. Thì mình nghĩ là vì sao mình không dùng dung dịch thủy canh, mình nuôi nhân ra nhiều, mình thậm chí cạnh tranh lành mạnh, mình sẽ bán rẻ hơn để cung cấp cho các bạn thủy sinh. Thì các bạn sẽ mua mua được nguồn giá rẻ và đỡ được tiền ship. Mình ở Hà Nội nha các bạn thủy sinh Hà Nội cần mua bèo thì liên hệ với mình trên theo số điện thoại trên màn hình hoặc dưới phần miêu tả. Mình muốn so sánh giữa cái bèo nuôi trong ao và cái bèo này thủy canh nó khác nhau ở điểm nào, thì đấy những điểm mình đã nói, nó sinh sản nhanh. Bạn nào mà có ý tưởng mà muốn nuôi bèo để mà kinh doanh mà cần dung dịch thủy canh thì liên hệ với mình nhé. Nếu các bạn không thành công mình đền hết cho các bạn rồi. Tác dụng của dung dịch thủy canh thì mình đã nói nhiều trên kênh, các bạn có thể tham khảo thêm, kể cả làm ra phân thủy canh thế nào để mà nuôi bèo, mình cũng không giấu gì, tất cả bí quyết mình đều chia sẻ trên kênh. Các bạn vào kênh của mình sẽ ra hết hơn 100 video của mình đã chia sẻ với các bạn các kinh nghiệm trồng cây, trồng rau theo phương pháp thủy canh, cũng như là hôm nay là mình muốn tâm sự các bạn về cái cách nuôi bèo thủy canh như thế nào thôi. Rồi thân ái chào các bạn. Các bạn có ý kiến gì, cần hỏi, cần thắc mắc hay phản biện, mình tôn trọng mọi ý kiến trái chiều, các bạn cứ để dưới phần miêu tả nha, mình sẽ xin trả lời không sót các bạn nào, kể các bạn ném đá mình vẫn tôn trọng, vì biết đâu trong cái số gạch đá của các bạn mình thu lượm được một cái gì đấy nó có ích cho mình, làm cho mình tốt hơn, hoặc không loại trừ có thể là mình sẽ mắc phải một số thiếu sót.